Trong báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo về các dự án đầu tư trong nước đã được chấp thuận và điều chỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Tổng cộng có 7 dự án với vốn đăng ký đầu tư 6.865 tỷ đồng và 28 dự án điều chỉnh nội dung. Ngoài ra, còn có 4 dự án bị thu hồi và chấm dứt hoạt động. Hiện tỉnh Lâm Đồng có tổng cộng 974 dự án đang hoạt động với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 144.200 tỷ đồng trong số đó có 603 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động. Tỉnh cũng đã phê duyệt danh mục 142 dự án kêu gọi đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khu đô thị, du lịch, công nghiệp, cấp thoát nước, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Các dự án trọng điểm như khu du lịch đan kia suối vàng, khu du lịch hồ Bren và khu du lịch núi Sa Pung đang tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy hoạch đã được phê duyệt.